Ôi trời ơi, anh em mình lâu lắm không gặp nhau, bây giờ anh em mình phải đố đá nhau vài câu chơi chứ nhỉ? Thì đá vậy. Anh ơi, sao anh lại đá tôi? Anh bảo đá thì tôi đừng đá à? Ôi trời ơi, đá là đá nôm đá tự, chứ ai lại đá nhau bao giờ? Ôi giời, sao anh không nói rõ ra? Này, thế bây giờ đố nôm hay là đố tự là? Ai biết nôm thì đố nôm, mà ai biết tự thì đố tự. Thế bây giờ không biết nôm, không biết tự, anh vừa đố cái gì? Không biết nôm, không biết tự. Thì đố cái gì? Thì vắt niêu tôm ra mà đố. Ôi trời, tưởng là cái gì? Thôi được rồi, giờ cho anh đố trước đi. Nhưng mà khó lắm đấy, vảnh tai lên mà nghe. Vảnh tai, đây vảnh tai. Bắt đầu. Có đầu mà chẳng có đuôi, con đẻ thì ít, con nuôi thì nhiều. Ôi dồi, nhiều con nuôi. Từ sáng đến trưa là ăn nói đủ điều, từ trưa đến tối ra điều ngẩn đi ngẩn ngơ. Nó là con gì? Nói ngay. Cái gì có đầu mà chẳng có đuôi nhỉ? Ôi giời, thế nó mới khó chứ. Ôi trời ơi, anh ơi, ta nhớ là ra rồi. Nó là con gì? Nó là con ma tỷ. Nó là cái chợ chứ đi. Ôi trời ơi, ta định nói cái chợ mà nói tranh mất còn đâu. Lão, giờ đến lượt tao nhá. Nghe đây, câu này có mà khó lắm đấy. Rồi giảng, nói cho nào, nhanh nào. Nghe đây, nghe đây. Vừa bằng bó củi thui lủi bờ ao la thằng kẻ tôm là cái gì? Ôi trời ơi, biết thừa nhớ nó là thằng kẻ trộm của nó, còn là cái gì nữa? Vừa đố vừa giảng. Bây giờ nghe đây câu khác nhá. Nghe đây. Mồm bò không phải mồm bò. Ôi trời ơi, lại mồm bò, nó là cái gì? Ôi giời, cái gì đi? Mồm bò không phải mồm bò, là mồm bò. Khó quá. Anh chịu em cũng này, chịu con này. Nghe đây, nói là con ốm. Ôi con ốm, con ốm. Ta định nói là nó tranh mất. Nghe đây câu khác nhá. Câu này có mà chịu cứng. Nghe đây. Ôi giời ơi, tại sao con ve sầu nó kêu được? Ôi giời ơi. Con ve sầu nó kêu được là vì nó có cái ve. Có cái ve, đúng chưa? Thế tại sao con ba ba nó cũng có ve, nó lại không kêu? Con ba ba có ve nó không kêu là vì nó ở dưới nước thì nó kêu làm sao được? Thế tại sao con ếch nó ở dưới nước nó lại kêu là ộp ộp ộp? Tại sao? Đố cái gì mà nó cứ xoáy như cái chôn ốc cái gì? Ôi trời, thế mới khó chứ. Ôi trời mày ơi, tao nghĩ ra rồi. Con ếch ở dưới nước mà nó kêu được là vì nó có cái ra, đúng chưa? Thế sao giày tao bằng da cho nó lại không kêu? Giày anh bằng da nhưng mà anh đóng đỉnh nó kêu sao được? Tại sao cái trống đóng đinh nó lại kêu là trùng tùng tùng tùng? Tại sao? Ôi giời, thằng này ngu quá. Cái trống đóng đinh mà nó kêu được là vì nó có cái mặt, đúng chưa? Ôi giời, mặt đuốn nó đùa ra. Tại sao cái sàn của vợ em ở nhà nó có mặt nó lại không kêu? Cái sàn của vợ mày ở nhà nó có mặt nó không kêu được là vì nó có cái lỗ. Thế tại sao cái kèn mà đúng lỗ lại kêu là tò tí tê a tê a tí tò? Tại sao? Ôi mày ơi, tao nghĩ ra rồi. Cái kèn mà nó kêu được là vì nó có cái loa, đúng chưa? Ôi đúng quá. Thế tại sao cái nơm mút cá nó có loa nó lại không kêu? Cái nơm mút quá có loa mà nó không kêu là vì nó có cái răng, đúng chưa? Mồm tao đi lời mồm mày một đống răng cho lại kêu. Ôi trời, mồm tao với mồm mày một đống răng mà kêu được là vì nó có cái lưỡi. Nghe đây, câu này câu phải khó lắm đây, nghe đây. Tại sao cái cày nó có lưỡi nó lại không kêu? Ôi trời, cái cày nó có lưỡi mà nó không kêu là vì nó cắm xuống đất nó kêu làm sao được?
Ơ thế tại sao cái cây nêu ngày Tết cắm xuống đất nó lại kêu? Ôi giời, cái cây nêu mà cắm xuống đất nó kêu được là vì nó có pháo thanh thiên, pháo thanh thiên, đúng chưa? Ôi trời, đúng quá rồi. Thôi thôi thôi, đốn này có từ sáng đến trưa.